Xin chào tất cả các bạn, mình đến từ đơn vị chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông. Qua video này mình xin giới thiệu về quyển sách mang tên Nghĩ ngược lại và làm khác đi. Hãy đồng hành cùng mình nhé. Tư duy không theo lối mòn là con đường đúng đắn để giành chiến thắng. Cũng như bao đồng nghiệp làm việc văn phòng khác, công việc hành chính đòi hỏi phải thực hiện những nghị định, thông tư, quy định, biểu mẫu sẵn có, trong khi bản thân được đào tạo trong lĩnh vực sáng tạo. Thời gian mới bắt đầu để hoàn thành yêu cầu công việc mà vẫn giữ được ý tưởng cá nhân luôn làm cho tôi bối rối. Nhưng sau khi đọc được quyển sách này thì tôi đã có những nhận thức mới về cuộc sống và công việc. Đến đây, có thể bạn sẽ thắc mắc là nghĩ ngược lại và làm khác đi đã giúp tôi thay đổi cuộc sống như thế nào. Vậy hãy cùng tôi đọc sách nhé! Phẩm Nghĩ ngược lại và làm khác đi do tác giả Paul Arden sáng tác. Paul Arden là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất trên thế giới, là giám đốc điều hành sáng tạo tại tập đoàn Saatchi & Saatchi. Sách của ông không chỉ đem đến cho bạn đọc một nguồn năng lượng tích cực mà còn giúp chúng ta có một cách nhìn khác về cuộc sống. Hãy để Nghĩ ngược lại và làm khác đi làm mới con người bạn từ những việc tưởng chừng như rất khó khăn để đi đến đơn giản. Đó chính là thay đổi cách suy nghĩ về thế giới. Cuộc thi với chủ đề sách chìa khóa thành công, cùng câu nói của tác giả, hãy bắt đầu con đường thành công bằng cách đưa ra vài quyết định sai lầm. Có thể xem đây là một quyển sách thuộc thể loại kỹ năng sống thiên về truyền cảm hứng. Tuy nhiên, với cách viết và cách trình bày thật thú vị và khác biệt, khác hẳn so với những cuốn sách kỹ năng sống mà mình đã từng đọc. Cái bìa sách ấn tượng đấy, đó là suy nghĩ của tôi khi lần đầu tiên nhận được quyển sách này từ một người đặc biệt. Tiêu đề sách được viết ngược lại một phần và hình ảnh một người đạp xe ngược chiều tất cả những người còn lại. Tôi đã bắt gặp rất nhiều cuốn sách nói về tư duy, hành động không theo lối mòn, nhưng bằng những con chữ khô khan, khó mà thuyết phục được tôi như quyển sách này. Sự đột phá của tác giả ở đây không chỉ là hình thức trình bày bìa sách, nội dung cuốn sách, mà còn là các ông sắp xếp bố cục cuốn sách không có trình tự. Bạn sẽ không biết được trang kế tiếp của sách viết về điều gì. Sự sáng tạo không ngừng cùng với độ dài vừa phải, nội dung ngắn gọn, xen lẫn hình ảnh, bạn có thể đọc cuốn sách này nhiều lần, lật ra bất cứ trang nào mà bạn muốn đọc. Nội dung trích dẫn nhiều câu chuyện hay, chưa mất một tiếng bạn đã đọc xong, nhưng thông điệp mà tác giả gửi gắm qua những câu chữ, dòng văn thì sẽ theo bạn khá lâu đấy. Nội dung của cuốn sách cũng giống như tiêu đề vậy, mọi chuyện đều được bắt nguồn từ một tư duy ngược, suy nghĩ khác với số đông, ngược với những điều thông thường đa phần vẫn xảy ra hàng ngày mà có thể bạn và rất nhiều người khác cho là bình thường. Một cú nhảy vượt sào là mẫu chuyện tôi thích nhất. Nó theo tôi đến tận mãi sau này và tôi vẫn đang thực hiện nó. Ngược về lịch sử, trước Thế vận hội Mexico được tổ chức vào năm 1968, kiểu nhảy truyền thống của vận động viên nhảy sào vượt qua sàn ngang là cơ thể song song úp người về phía thanh xà. Kỹ thuật này đã được biết đến với tên gọi cú cuộn người kiểu phương Tây, Western Roll. Tuy vậy, kỹ thuật đó sắp được thay thế. Một vận động viên ít tuổi đã vượt qua thanh xà và lập kỷ lục thế giới với mức xà đạt được là 7'4¼", tương đương 2,24155m. Anh đã tung mình lên, nhưng thay vì úp người xuống thì anh lại quay lưng về phía xà ngang. Anh nâng chân lên và búng ngược người vượt qua xà ngang. Anh chính là Dick Fosbury, và phương pháp nhảy này của anh đã được nhiều người biết đến với tên gọi cú nhảy Fosbury. Kiểu nhảy này vẫn được dùng cho đến ngày nay. Anh đã nhảy cao hơn bất kỳ vận động viên nào trước đó bằng cách nhảy ngược lại với mọi người. Ví dụ này chỉ để minh họa cho một kỹ thuật suy nghĩ, nhưng ở đây kỹ thuật suy nghĩ đã trở thành kỹ thuật nhảy cao, chuyển một cú nhảy vượt xà tưởng như có thể thất bại thành một thành công.
Nếu bạn đang mất phương hướng trong cuộc sống, đang tìm kiếm những ý tưởng đột phá cho dự án hay kế hoạch của bạn, hãy đọc Nghĩ Ngược Lại Và Làm Khác Đi, một cuốn sách triết lý nhưng mang lại sự giải trí và thư giãn cao cho người đọc.